Phong Nguyệt cô ấy không có ý gì khác đâu. Cô ấy sẽ không vì chuyện này mà thay đổi suy nghĩ về Sam Sam. Anh biết mà. Ngôn Thanh à, anh có một chút chuyện muốn hỏi em. Em có từng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay với Phong Nguyệt không? Nói thật thì em cũng đã từng nghĩ. Ban đầu em cho rằng chia tay với cô ấy có lẽ sẽ không mệt mỏi như thế này. Nhưng mà vừa nghĩ đến việc sẽ chia tay với cô ấy thì em lại vô cùng đau khổ. Hơn nữa khi em và cô ấy ở bên nhau thì có rất nhiều người đàm tiếu em và bới móc đủ điều. Nhưng mà em đã cố gắng để vượt qua tất cả. Em muốn để bọn họ và cũng để cho anh biết em chính là người đàn ông mà cô ấy có thể tin tưởng. Hy vọng cô ấy cũng có thể can đảm được như em. Ngôn Thanh à, em giỏi lắm. Từ bao giờ mà bên cạnh Kỳ Soái lại có thêm một người phụ nữ như vậy chứ? Hai ngày trước mới nói anh ấy và Nguyên Lệ Chữ là một đôi mà. Sao mới đó đã thay lòng đổi dạ rồi? Tôi thấy tiêu chuẩn của Kỳ Soái ngày càng thụt lùi à. Nữ họa sĩ này làm sao mà đẹp bằng mỹ nhân văn hóa chứ? Tôi đã thấy rất nhiều chuyện này trên Weibo rồi. Người như anh ấy á hả? Thường dân như chúng ta thì không thể nào hiểu được mắt nhìn của anh ấy đâu. À, sao sao mà cô rất thân với Kỳ Soái mà? Kỳ Soái thật sự thay người yêu mới rồi hay sao? Hả? À, tôi không biết đâu, tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến, tôi cũng không rõ lắm. Sao mới từ London trở về mà Kỳ Soái đã có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác rồi? Hay là vì chuyện này mà họ đã trở nên không vui vẻ khi ở London? Lệ Trữ không sao chứ? Nhưng bây giờ mình và Phong Đàn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Mình không thể hỏi thẳng anh ấy được. Phong Đàn, cậu xem cái này đi. Công ty Bina này là công ty quái nào vậy? Tôi chưa từng nghe nói tới. Vậy mà lại muốn kiện bản quyền ứng dụng năng lượng sống của chúng ta chứ. Cậu có biết chuyện này không vậy? Tôi biết. Bina là một công ty phần mềm địa phương ở Seattle. Tôi cũng vừa mới nghe. Điện thoại di động Fur ở California mà, sao có thể kiện tụng kiểu này được? Nếu hệ thống của ta muốn bước vào nước Mỹ thì phải liên kết với Fur cho ra một mẫu di động mới. Tôi đoán là bọn họ muốn lợi dụng bản quyền này để làm khó chúng ta. Tôi đã từng nghe tới chuyện này rồi. Nhưng năng lượng sống là thành quả mà bộ phận nghiên cứu của chúng ta vất vả tạo ra. Phong Đăng à, dù thế nào thì chúng ta không thể thỏa hiệp với loại bản quyền lưu manh như vậy được đâu. Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng cậu vừa mới nói tới năng lượng sống có phải không? Tấm hình của cậu về cô nữ họa sĩ kia là sao vậy hả? Chủ tịch Phong à, tôi tưởng là trong thời gian làm việc không được nói chuyện đời sống riêng tư chứ. Được, không nói. Còn bây giờ chúng ta đi thôi. Lệ Trữ à, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Lệ Trữ à, cô đã nhìn thấy cái này chưa? Hà Tĩnh, cho anh xem tranh của em nè. Đây là bức tranh cá chép trong ao sen do chính tay em dễ dành tặng riêng cho anh đó. Em nghĩ rằng đối với hoa sen thường được các họa sĩ trong nước diễn tả theo lối quốc họa. Nhưng em nghĩ nếu anh sống và vẽ tranh tại nước Mỹ, chắc có lẽ đã khá quen với lối vẽ của phương Tây. Do đó em đã diễn tả bằng cách vẽ tranh sơn dầu. Anh thấy sao? Được chứ? Quả thật rất sáng tạo. Cảm ơn em nha. Em sẽ đặt nó đây nha, để anh có thể ngắm nó bất cứ lúc nào và nhớ tới em.
Cảm ơn em. Nhà của anh trang trí đẹp quá ha. Em có thể đi tham quan được không? Em rất thích cách trang trí của phòng bếp. Nó rất có hương vị gia đình. Thật là ngại quá. Dạo này bận rộn nên không có thời gian dọn dẹp. Nhà cửa trở nên rất bề bộn, không tiện đem tham quan. Cảm ơn bức tranh của em đã tặng. Anh sẽ mời em ăn cơm sau. Hôm nay không được tiện lắm, anh không tiện em được. Em thấy tình cảm của em bây giờ thật mù quáng và vô nghĩa. Nếu cứ tiếp tục thì còn ý nghĩa gì? Cái gì mà vô nghĩa chứ? Em vừa nói ở bên anh rất vui vẻ, đó có phải là sự thật không vậy hả? Em nghĩ trong một mối quan hệ tình cảm cần phải thật thoải mái và tự nhiên.